Vãi bây giờ mình thực sự hẹn chị 2 giờ đến tận 3 giờ bắt đầu mới vào. 3 rưỡi luôn nhé. Chào chị Mina nha, chị có nghe thấy em nói gì không? Em hãy giải thích thì chị sẽ cho em 30 giây để giải thích. Em và cho bạn đã chưa biết thì đây chính là bạn công 2K2 của chúng ta, Thánh Thả Thính. Ui rồi, không ạ, em thả thính gì đâu chị, em bình thường mà. Bây giờ chị cho em giải thích lại tại sao em muộn của chị 2 tiếng đồng hồ. Tôi hẹn nó chơi game lúc 2 giờ chiều không ạ? Lần đầu tôi bị trai cho lau cây như này không ạ? Chị lên đồng 1 à? Ôi chị lên bạc à? Sao em lại có thể nói cái giọng mỉa mai con danh bạc như thế được nhờ? Nghĩa là danh đồng kia. À cái thằng danh đồng. Đấy chị đang định nói như thế đúng không? À, không nhưng mà em chưa có cái tướng đấy. Mở khóa bằng cái gì đây? Ôi. Bây giờ chúng ta phải mua tướng. Thứ nhất là em sẽ dùng vàng, thứ hai là em dùng số cổ. Thế thì có cách gì để mua được trái tim của chị không? Thôi. Chị nhìn này. Ê em ơi đừng. Đây là một trong những tướng mà kiểu chị rất là yêu thích, em đừng có làm như thế. Công ơi, xin em luôn đấy câu ạ. Chị từ từ để em chỉnh tí cho cái con nhân vật của em nhé chị. Đấy nhìn cho nó kiểu cute ấy. Đấu hạng luôn à? Trời ơi đấu hạng luôn sao? Công chị sẽ bắt đền em đấy công ạ. Thôi. Em phải làm gì đó đền bù cho chị đi. Em nói giọng đáng yêu cho chị nghe nhé. Ê nhưng mà từ từ đã, cho chị suy nghĩ đó. Nói đi. Bonita. Không thể đến được. Ôi nhìn chị kiểu thao tác quá mà em thì kiểu. Cái gì ấy? Mày bắn à? Ê sao mày bắn nhận em vậy? Em thật là Baka. Baka. Có cái thương này. Có cái thương này nhưng em không chơi thương đâu. Em à, mày chết. Nào rồi chơi hết. Ê nó kìa. Trời ơi. Thôi kiểu em không thấy chị nữa thôi. Chị ở đây đánh nhau nhé. Mình cứu nó. Cứu chị cơ. Này. Bắt nạt chị dậy. Đánh nhau luôn. Bum bam. Cứu em với chị. Đừng bỏ em lại. Chị bỏ em rồi thì sao? Chị cũng đi rồi sao? Về thành thôi vậy. Chị uống miếng nước á. Ui chắc cũng đang hơi hơi cáu rồi sao đấy. Thấy hơi đập vào cái mic rồi chứ. Kiểu đang hơi điên ở tầm mà. Fit vô. Nó tưởng nó hồi sinh nó xong mẹ nó phải làm gì. Có ích ra hồn rồi tí. Vào fit. Hôm nay kiểu em muộn là cũng phải có lý do. Em nói đi, chị đang nghe này. Thật ra là hôm nay em đi mua giày với cả bố. Đấy, nên là bị muộn. Kiểu đi mua giày với bố ấy. Xong rồi em cứ đi vào rồi em lại đi ra ấy. Ừ rồi sao? Bởi vì em thấy là không có đôi nào mà đẹp bằng chuyện tình đôi ta. Công giờ đáng sợ quá công ạ. Chết công, em đâu có đáng sợ đâu, em đáng yêu. Công đáng sợ quá. Hay là tí nữa em sẽ núp đằng sau chị bảo vệ em nhé. Không biết là mình đang mong chờ điều gì từ công. Không cho núp một tí đâu, núp một nhiều tí thì cho nha. Ê! Mày làm cái gì? Đấy em đang. Ê đây có thằng này. Em đang tỏ ra đáng yêu ấy. Ê có người này. Đâu? Đứa nào đánh chị đấy? Mày đánh chị tao á? Mày như nào cơ? À? Láo quá. Mõm cũng xịn đấy. Tuyệt vời. Ôi chị đánh hay thế. Đấy. Hay là chị bảo vệ em cả chị đời thì sao? Không, câu này không được nhá. Ôi chết. Không được nhá. đánh giá thấp cái câu này nhá. Chết rồi. Chị thấy em thả thính như thế nhiều thế, em giỏi như thế, em có người yêu chưa? À! Hay là bây giờ mình ulti chạy đâu hả bạn, chạy đâu? Phí ơi em ơi. Phí hả? Đúng phí thật, đúng phí thật. Không ăn được vàng này ulti. Chị đang có cái pháo vàng này cho em này. À pháo. Em đấy, kiểu em chơi với tâm em chơi với chị hơi tâm lý ấy. Đấy. Em chơi tâm. Ôi em chơi tâm là cái đứa nào khổ không? Này. Cái đó đi chị. Em phải hồi máu. Không. Em đây, đợi em ơi. Trời ơi. Thôi được rồi, đấy em muốn kiểu cứu chị. Đó là một sao kìa. Cái gì đấy? Em chơi CSGO cho lắm vào mẹ mày. Thấy thôi. Đâu em làm nào? Hồi sinh rồi. Ok được rồi. Cảm ơn em, đội ơn em. Chị đội ơn em rất nhiều. Chị đang ở đâu dạy? Em nhìn trên bản đồ thấy chị không?
Không, thật ra em không thấy chị mà em chỉ thấy vợ tương lai của em. Cái mồm cái thằng này thật sự đấy. Ê, có người này, công ơi. Được không? Lên, mày đánh cái gì cơ? Cái gì cơ? Đánh được tật nhịn mày hơi lâu rồi. Mày đánh chị sao? Mày đánh chị Mina sao? Dài. Ôi. Lắm đấy. Chị xin lỗi em nha, chị đi. No, em chết rồi. À. Ôi. Em chết rồi. Xin lỗi em nha công ơi. Không sao. Chị hãy chạy đi. Đừng quay đầu lại nhé. Phải chơi. Bực lắm, phải được top 1 thì mới off được nha. Không top 1 là không off. Ui thế thì khéo phải đến sáng mai. Cái gì mất niềm tin dữ vậy. Như các bạn đã thấy thì ở video Nanaka đợt trước, mình có nói với các bạn là game sẽ được giảm giá 30%. Nhưng mà hiện tại thì game đã được giảm giá đến tận 50%. Wow. Thế cho nên là các bạn hãy mua để trải nghiệm game, trải nghiệm tương mới và chơi cùng mình với chị Mina Young. Thế nhá, còn bây giờ thì bye bye.